Hôm nay xin giới thiệu cho anh em và các bạn máy bơm màng khí nén hiệu Big Sky, xuất xứ Trung Quốc. Hiệu Big Sky thì gọi là ngoài các cái dòng bơm màng ra thì có các cái dòng như bơm bánh răng, bơm bánh răng, lại bơm dầu, bơm hóa chất dạng lớn này, bơm bùn trục đứng, dạng gọi là buồng bơm và cánh bơm thả chìm, motor trên. Đấy. Thì hiện tại thì mình đang giới thiệu cho anh em hàng Big Sky, bơm màng khí nén. Bơm màng khí nén hiệu Big Sky thì có các cái vật liệu cơ bản là thân nhựa này, thân nhôm này, thân inox này, thân gang. Thì tùy vào các cái mục đích sử dụng cũng như các cái vật liệu mà anh em, cái chất bơm mà anh em sử dụng, thì chúng ta có thể lựa chọn các cái thân và màng, thân bơm, màng bơm cho phù hợp với lại cả cái chất bơm của mình. Mà thì hiện tại thì mình đang giới thiệu cho anh em cái mã là 15 PPTF. Cái 15 PPTF này thì là vật liệu thân là nhựa PP, màng teflon. Con này thì khả năng chịu hóa chất của nó tầm khoảng 60% đổ lại. Có thể bơm bột hoặc là bơm các cái dòng dung môi hóa chất đều được nhé. Gọi là các cái cấu hình thân của con này thì nó làm phổ thông, gần như là nó giống với lại cả các cái hàng Hookie, Graco Hookie của Mỹ ấy. Nên là việc mà gọi là một số các cái size ấy, thì nó có thể sử dụng các cái màng màng và các cái phụ kiện có thể lắp lẫn cho hàng Graco Hookie của Mỹ ấy, anh em nhé. Xin phép quay một số các cái chi tiết bên ngoài để cho anh em nhìn qua. Đấy. Hiện tại thì máy bơm này thì mình đang sử dụng để thay cho bơm Hookie đang sử dụng tại nhà máy. Đấy. Đấy, đây là tem mác và các cái hướng dẫn sử dụng, cảnh báo. Sách hướng dẫn sử dụng thì anh em có thể nhìn qua, nó gọi là nó giống hàng Mỹ, gọi là đến 80-90% về cái ngoại hình bên ngoài, về tất cả những cái đường nét này. Đấy. Anh em có thể xem qua về các cái thông tin về vật liệu ấy, thì anh em phải chọn phải tương đối là khắt khe đối với lại cả cái dòng bơm màng này. Thì các cái dòng lớn ấy thì thường là sẽ sử dụng cho bơm bùn ở các cái hệ mà xử lý nước thải ấy, hoặc là bơm bột, bơm bùn ở hệ xử lý nước thải lên máy bùn, hoặc bơm bột, bơm dầu nhớt trung chuyển. Cái đặc điểm của cái dòng bơm màng khí nén này thì anh em phải đầu tư thêm một con máy nén khí nữa, phù hợp với lại cả cái áp suất vào và ra của dòng bơm. Thì sử dụng bơm màng này thì anh em lưu ý là sau khi sử dụng xong thì anh em nên vệ sinh đi một chút để tránh cái trường hợp gọi là các cái hóa chất đọng lại thì nó có thể ăn mòn các cái phần bên ngoài như bu lông ốc vít này. Thì các cái bu lông Eco này thì nó là inox 304 rồi, nhưng mà chúng ta cũng cố gắng để mà vệ sinh nó đi. Thì hai là vệ sinh cái phần màng thì anh em có thể gọi là cho nước vào để bơm ra, để cho gọi là các cái phần chất bơm còn lại ấy,
nó không bị đóng cặn ở trong màng và gọi là giữ được cái phần màng nó được tốt hơn. Ba là khi mà bơm ấy, cái chất bơm thì nếu mà có cái mạt kim loại hoặc là các cái phần mà gọi là các cái răm nhỏ ấy, thì anh em cố gắng gọi là lọc nó đi. Để gọi là để tránh cái việc mà tổn hại đến màng và các cái phần đế bi đấy. Và cái quan trọng nữa thì trên cái hệ thống gọi là để cấp khí vào bơm màng ấy, thì chúng ta cố gắng lắp một cái van tách nước. Ở trên cái đường ống khí vào ấy. Đây là gọi là các cái đường ống khí vào này. Đấy. Đây. Thì anh em cố gắng lắp một cái van tách nước ở trên này thì nó sẽ loại bỏ được một số các cái nước dư, nước thừa ấy. Bởi vì cái áp suất khí nén thì nó rơi vào tầm khoảng 8 cân thì nó sẽ có một lượng nước đọng mà ở trong cái nước đấy, thì thường xuyên xả khí ở cái bình chứa khí nén. Hai là lắp cái van tích khí, cái van tách nước để gọi là cái khí khô nó được luân chuyển ở trong qua các thiết bị máy nó sẽ tốt hơn. Còn đây là các cái thông tin đặt hàng và bảo hành. Thì đây là hàng Big Sky của Trung Quốc anh em nhé. Hàng này thì cũng gọi là một trong những hàng có chất lượng tốt, với lại cả hàng Morak và Zhoufei. Anh em có thể liên hệ với ngãi qua số điện thoại trên các visit để được tư vấn sâu hơn. Cảm ơn anh em.